Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm thế nào để có thể vượt qua được boss cá chuồn đội tuần tra, hay còn gọi là boss Flyfish, là đánh gọi là mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số tip and trick mà mình đã rút ra sau khi mà đánh con boss này. Tuy nhiên thì nếu như mọi người có biết cách nào đấy thì có thể đánh được boss này điểm cao hơn thì cứ comment xuống bên dưới để cho mình và tất cả các bạn cùng biết nhé. Cái video này thì mình sẽ hướng dẫn nhằm cho bạn nào mà gần lần đầu tiên gặp boss này hoặc là cũng chưa biết làm thế nào để có thể đánh được điểm cao nhất có thể, thì ok, video này thì sẽ hướng dẫn cho mọi người. Và đầu tiên thì chúng ta phải hiểu được boss này là boss gì. Ở đây thì Aichan có nói rất là rõ rồi, boss là thuộc hệ dị năng, đề cử năng lực là thu hút và choáng. Và ở đây thì mọi người cũng có thể đọc một số cái skill của con boss này đấy. Nhưng mà quan trọng nhất thì là boss này thì nó lại sẽ là đề cử choáng với lại hệ dị năng nhá. Và thời tiết mà chúng ta đang bị ảnh hưởng là thời tiết môi trường mất thăng bằng, để trong trạng thái choáng sau khi kết thúc trong 4 giây tăng 40% sát thương phải chịu. Ở đây Aichan cũng có đề cử cái đội hình gồm có hơi chiều xuyên tiền, hơi chiều reverse TA với lại tỏa ra bunny project nhá mọi người nhá. Đây, chúng ta sẽ có cái team như này. Cái team này thì nó sẽ là cái team đánh con boss này là chuẩn nhất. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng những cái team khác. Mình có thể đề cử cho mọi người một số nhân vật như là, vì đây là boss mà mọi người nên sử dụng những Valkyra gây ra sát thương vật lý, cho nên là mọi người cũng có thể sử dụng những nhân vật để tiếp vật lý khác, chẳng hạn như là Elysia này, hoặc là có đây mọi người sẽ đổi vị trí DPS với lại support của hai con bé thì cũng được. Và ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng những cái team nguyên tố khác. Mình nhớ là lần trước mình còn cầm cả Silverwing đi đánh con boss này cơ, và đánh điểm nó cũng khá là ok đấy, chứ không phải là điểm thấp đâu nha. Và chắc chắn là sẽ còn khá là nhiều những cái đội hình mà mọi người cũng có thể đánh được con boss này. Mình thì mình chưa có thử qua cho nên mình cũng không có recommend cho mọi người được. Nhưng mà hiện tại thì đây sẽ là cái team mà mạnh nhất để có thể vượt được qua boss này một cách dễ nhất. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hướng dẫn chi tiết làm thế nào để có thể vượt qua con boss này cho mọi người. Đây. Boss này thì mình đã định nói là boss này có hai tầng, nhưng không phải, boss này chỉ có duy nhất một tầng thôi. Nhưng mà boss thì có từ tận hai thanh máu. Boss đầu tiên thì vẫn là cá chuồn này, đội tuần tra này. Và ở đây Aichan có nói là đây là giai đoạn đối kháng đặc biệt, sử dụng mà né hoặc tấn công đánh bật để đánh bật lại đòn tấn công của địch, và địch sẽ rơi ra mắt sáng, và sau đó thì mọi người sẽ nhận cái mắt sáng đấy để nhận được lượng buff. Đây mọi người thấy không? Đấy, chúng ta sẽ có ba ở đây này, tức là mọi người sẽ phải né hoặc là đánh bật 3 lần. Mình khuyên là nên đánh bật đủ 3 lần nhá thì mọi người sẽ nhận được buff nhiều nhất. Ở đây thì mình đang sử dụng là hơi chiều xen tiền để tấn công đánh bật 2 lần, và sau đó thì lần cuối cùng thì mình sẽ sử dụng chiêu né của Sele hơi chiều rebirth. Vậy là tổng cộng mình đã có 3 lần rồi nhá. Đây này, đấy, mình vừa đánh xong một lần rồi nhá. Chuẩn bị này, lần thứ hai này. Đấy, đấy là đối kháng thành công 2 lần nhá. Còn mà lần cuối cùng thì mình sẽ sử dụng chiêu né của Sele hơi chiều rebirth này. Đấy, mọi người thấy không? Đối kháng thành công 3 lần nhá. Đấy, và nó sẽ rơi ra cái cục này. Cái cục này chính là cái cục mắt sáng. Khi mọi người nhận cái cục này thì sẽ nhận được buff. Đó, sau khi mình đánh bật đủ 3 lần thì mình cứ tung combo như bình thường thôi. Đó, mọi người thấy không? Đây này, nó có rơi ra tới tận 3 cái mắt sáng nha, 1, 2, 3. Ở đây thì, đây mọi người thấy không, nó có một cái biểu tượng này, đây là số 1, vậy là vừa lấy mình nhận được một cục rồi. Bây giờ mình nhận thêm 3 cục nữa, nó sẽ cộng số ra thành 4 cục luôn. Đấy, mọi người thấy không, sau khi mình nhận được 4 cục thì buff nó tăng lên rất là nhiều luôn này. Ok, đây là sau khi mình đánh được xong hết một thanh máu, mọi người thấy không, 2 chấm đỏ bây giờ đã chỉ còn là 1 chấm màu đỏ nữa thôi. Cái giai đoạn thứ hai này, đây, cái giai đoạn tiếp theo nó lại có số 4. Ở đây Aichan có hướng dẫn là dùng đòn tấn công cận chiến đánh bật số đòn tấn công nhất định, địch sẽ rơi ra mắt sáng. Tức là lần này thì mọi người sẽ dùng đòn tấn công cận chiến để mọi người đánh bật 4 lần. Nên là đánh bật đủ 4 lần nhá. Đấy. Và sử dụng đòn tấn công cận chiến chứ lần này thì lại không né được đâu. Ở đây thì mình đang sử dụng hơi chiều xuyên tiền để đánh bật đòn tấn công này. Đấy, 2 lần rồi nhá, 3 lần này. Đoạn này thì ok, đoạn này thì mình bị trượt mất rồi.
một này, hai này, đây nhá. Đấy, vậy là mình đã đánh bật đủ 4 lần này. Đấy, boss sẽ rơi ra một cái mắt sáng này. Chết chết chết. Nó đấy, nó chỉ khó ở cái đoạn đánh bật thôi mọi người. Mình cũng phải try khá là nhiều lần thì mới đánh đủ 4 lần đấy. Sau khi đánh đủ 4 lần xong thì mọi người nhận mắt sáng và mọi người tung combo như bình thường thôi. Không có gì cả. Đấy. Đây, mình sẽ tung combo như bình thường thôi. Trời ơi, đoạn này thiếu. Đoạn này suýt nữa đánh được 850 điểm mà. Thiếu đúng một xíu này nữa thôi là có thể đánh được 850 điểm. Nếu như mọi người có một cái team nó mạnh hơn hoặc là có cách đánh nào mà nó nhanh hơn thì có thể chia sẻ cho mình và mọi người cùng biết nhé. Ở đây thì mình cũng chỉ đánh được 848 điểm thôi, mình cũng chia sẻ cho mọi người là như thế. Ok, và ở sau cuối video này thì mình sẽ để một cái clip mà mình đánh từ đầu đến cuối cho mọi người xem nhé. Ok, còn bây giờ thì bye bye và chúc mọi người đánh con bot này thật là vui. Bye bye. ヒーローは苦しみを経験しないと。